Chiến dịch Điện Biên Phủ là trận quyết chiến, chiến lược tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm của thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ sau 9 năm trường kỳ kháng chiến của quân và dân ta để bảo vệ thành quả cách mạng, để giữ vững nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta từ năm 1945 đến năm 1954. Thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ là tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó không thể không nhắc tới vai trò của công tác bảo đảm hậu cần chiến dịch, một kỳ tích trong lịch sử quân sự Việt Nam. Sau khi Bộ Chính trị quyết định chọn Điện Biên Phủ là điểm quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Tổng cục Cung cấp Tiền phương nhanh chóng được thành lập do đồng chí Đặng Kim Giang, Phó chủ nhiệm Tổng cục phụ trách. Mỗi cục cử một đồng chí Phó cục trưởng và một số cán bộ có kinh nghiệm đi chiến dịch. Ban đầu, Bộ Chỉ huy chiến dịch chủ trương thực hiện phương châm đánh nhanh, giải quyết nhanh, nên công tác hậu cần phải khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị trong vòng một tháng. Từ ngày 20 tháng 12 năm 1953 đến ngày 20 tháng 1 năm 1954. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy, các mặt công tác bảo đảm hậu cần gấp rút được triển khai. Rằng việc thay đổi hướng lãnh, thay đổi nhiệm vụ là có liên quan đến những cái quyết định lớn ở cấp chiến lược mà chúng tôi lúc giờ chưa rõ. Nhưng mà sau này sẽ rõ, còn lúc bây giờ là quân lệnh như sơn. Thế đấy, cái tinh thần bộ đội ta lúc bây giờ như vậy, tin tưởng ở trên. Có câu hát mà, ta tin ở tên, ta tin. Điện Biên Phủ là chiến dịch lớn nhất trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Lần đầu tiên quân đội ta tập trung nhiều đại đoàn với quân số hơn 50.000 người tham gia một chiến dịch dài ngày. Thêm vào đó, lần đầu tiên ta có pháo cao xạ và pháo mặt đất 105 ly. Những đặc điểm đó đặt ra yêu cầu về hậu cần cũng cao hơn các chiến dịch trước rất nhiều. Trước hết, phải mở các con đường cơ giới lên Điện Biên để vận chuyển pháo. Để chuẩn bị cho chiến dịch, ta đã sửa chữa và mở hàng trăm km đường. Cụ thể là sửa chữa đường 41 từ Hòa Bình lên Suối Rút và từ Suối Rút lên Sơn La với tổng chiều dài trên 200 km. Củng cố 300 km đường từ Yên Bái đến Sơn La theo trục đường 13. Làm mới 89 km đường từ Tuần Giáo lên Điện Biên Phủ. Ngoài ra, còn mở các đường phụ từ Thanh Hóa lên Điện Biên và các đường kéo pháo, đường cơ giới vào sở chỉ huy, vào kho và trận địa. Khó khăn nhất của việc mở đường lúc bấy giờ là khi bạt núi làm đường. Trong khi thuốc nổ ít, tất cả đều dựa vào sức người cùng các phương tiện thô sơ. Đường rất khó khăn, gian khổ. Gặp qua những bãi lầy thì chúng tôi phải vác đá, phải chặt cây rừng để chống lầy, để kéo pháo qua. Khi mà kéo ban đêm không được bật đèn, sợ lộ. Do đó mà chúng tôi phải cử hai chiến sĩ khoác mảnh vải trắng để đi trước, để làm tiêu chúng tôi kéo pháo. Trong chiến dịch mở đường lúc này, dần xuất hiện phong trào thi đua lao động. Đại tá, nhà nghiên cứu lịch sử quân sự Trần Trọng Trung, tác giả cuốn sách Điện Biên Phủ, chuyện kể với bạn bè, đã viết: anh em làm việc liên tục 12-13 giờ trong một ngày. Kỷ lục quay búa tạ từ 1.700 nhát lúc đầu, cuối cùng có người đạt tới 3.000 búa liền một hơi, một sức khỏe kỳ lạ. Sau thất bại Điện Biên Phủ, nhiều tướng lĩnh và học giả Pháp cho rằng yếu tố Việt Minh có trọng pháo là một trong những bất ngờ lớn nhất của quân Pháp ở Điện Biên. Thực ra, nói cho chính xác thì người Pháp không hề bất ngờ về việc Việt Minh có pháo. Cái mà họ bất ngờ là Việt Minh có thể đưa được pháo lên những dãy núi cao để bắn họ. Chúng tôi kéo pháo vô cùng xúc động, bởi vì các đồng chí đó như vậy là giày dép cũng hết, mất hết, rách nết, nát hết, đi vẫn chân không đạp đất. Đấy. Và quần áo thì lớp bê bết bùn đất, chân tay thì xước sát, máu chảy ra lẫn với bùn đất. Pháo được xe kéo dừng lại ở km 69 đường 41. Từ đó, phải mở một con đường vượt qua một hệ thống núi dài 15 km từ phía đông bắc
sang phía tây bắc Điện Biên Phủ. Chỗ cao nhất phải vượt qua là đỉnh Pú Pha Sỏng, 1.150m. Chỗ thấp nhất là vực Nậm Kho Hu ở độ cao 600m so với mặt biển. Đường kéo pháo lại trong tầm pháo địch. Đoàn cán bộ đi trinh sát địa hình lập phương án làm đường kéo pháo và chọn trận địa pháo phải qua những nơi chưa có dấu chân người. Trong tay không có một tấm bản đồ chi tiết, không một khí tài đo ngắm hiện đại. Sau khi mạng đường đã được xác định trên sơ đồ, yêu cầu đặt ra với hai trung đoàn của đại đoàn 308 là trong một ngày đêm phải mở xong con đường trên 10 km để kéo pháo vào trận địa. Sau 20 giờ lao động khẩn trương và chỉ với cuốc xẻng, dao, chòng và mìn phá đá, 5.000 chiến sĩ đại đoàn 308 đã hoàn thành tuyến đường vượt kế hoạch của Bộ Tham mưu Mặt trận. Chiến thắng vĩ đại ở Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son rực rỡ nhất trong thế kỷ 20, mà còn là chiến công lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Và đội quân xe đạp thổ trong chiến dịch là một sự kỳ diệu chưa từng có trong lịch sử chiến tranh. Không chỉ ở Việt Nam, mà cả lịch sử chiến tranh thế giới, những chiếc xe đạp thổ đã làm nên con đường vận tải huyền thoại, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. 2 vạn chiếc xe đạp đã được dùng để thổ lương thực và trở thành một loại vũ khí đặc biệt của Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ, và không một người Pháp nào khi đó có thể ngờ tới một chiếc xe đạp do chính họ sản xuất khi được gia cố lại vành, xăm, lốp, nan hoa với tay cầm đã trở thành loại phương tiện có sức trở lớn đến vậy. Không phải là đường đi như bây giờ, khó khăn lắm, đưa vào cái kho tàng là phải đẩy, dốc lắm, cảm động ghê lắm, rất khó khăn mới đưa được cái cân lương thực vào cái vị trí tập kết. Vào đây là lúc đầu của chúng tôi một nắm cơm 50 anh em cùng ăn, một điếu thuốc nào 50 anh em cùng hút, đói đến cái mức ấy. Nhưng mà đến có nhân công thì một ngày là chúng tôi có 2 bữa cơm, quý lắm. Nếu không có nhân công thì không có lương thực, mà không có lương thực thì lúc giờ mình không thể đánh thắng được. Đấy là về lương thực, nhưng mà báo cáo với anh là còn đạn dược để cung cấp cho tiền tuyến. Lúc ấy giờ không có viên đạn làm gì mà thắng địch được. Vì thế cho nên là tôi thấy quý lắm, vô cùng quý. Thời gian đầu mỗi xe chỉ chở được từ 80 đến 100 kg, sau nhờ các cải tiến gá guộc mà trọng tải được tăng dần lên. Không chỉ thổ hàng mà xe đạp thổ còn được dùng để chở thương binh nữa. Trung bình một chiếc xe đạp thổ có thể chở hàng được gấp 10 đến 13 lần so với người gánh. Những chiếc xe đạp thổ cùng dân quân hỏa tuyến đã lập nên nhiều kỷ lục vận chuyển trong phục vụ chiến trường Điện Biên Phủ. Điển hình là kỷ lục vận chuyển của Nam Dân Công Ma Văn Thắng với 3.700 kg hàng hóa trên tổng chiều dài 2.100 km. Đây là một chiếc thổ, đấy chính là tài sản của từng gia đình, của mỗi gia đình làm cái nghề sinh sống chứ không phải là để đi trước. Nhưng mà người ta huy động cho chiến dịch, không có nào, và chính bản thân những người dân là đi lên phục vụ chiến dịch. Đấy là cái nó biểu hiện của tinh thần yêu nước, của ý chí khát khao cái tự do của dân tộc, của những người dân của chúng ta. Cái biểu hiện thứ hai, nó chính là cái biểu hiện cũng rất là sinh động của cái trí thông minh sáng tạo của người Việt của chúng ta trong cái điều kiện gian khổ khó khăn. Trong 210 ngày, từ tháng 11 năm 1953 đến tháng 5 năm 1954, lực lượng và đảm bảo hậu cần của ta phục vụ cho chiến dịch Điện Biên Phủ như sau. Quân số hậu cần chiến dịch 3.168 người, phân bố trong 7 đội điều trị, một đội vận tải ô tô 446 xe, binh trạm 18 và trạm điều chỉnh giao thông, kho quân nhu, quân khí. Lực lượng tăng cường có 4 tiểu đoàn công binh sửa đường, 2 đại đội thông tin, 2 tiểu đoàn pháo 37 ly, 24 khẩu và đại đội 12,7 ly. Lực lượng dân công 261.453 người với 3 triệu ngày công, 20.991 xe đạp thổ, 11.800 bè mảng, 500 ngựa thổ. Lương thực thực phẩm cung cấp cho chiến dịch 25.056 tấn gạo, 907 tấn thịt, 917 tấn các loại thực phẩm khác, 1.860 lít dầu ăn và 280 kg mỡ. Quân trang, quân y 71 tấn quân trang, 1.783 tấn xăng dầu, 55 tấn thuốc và dụng cụ quân y, điều trị cho 10.130 thương binh và bệnh binh, chưa kể số thương binh của địch,
về vũ khí, đạn dược, hơn 3 triệu viên đạn các loại, 96.480 quả lựu đạn, 27,5 tấn thuốc nổ, 4.950 chiếc cuốc, 8.700 chiếc xẻng, 2.920 con dao. Tổng khối lượng cung cấp cho chiến dịch là 30.759 tấn, trong đó tiêu thụ hết 19.989 tấn. Khối lượng vận chuyển trong chiến dịch Điện Biên Phủ là 4.450.000 tấn trên km, gấp 36 lần khối lượng vận chuyển trong chiến dịch biên giới, làm mới 89 km và sửa chữa củng cố 500 km đường. Đó chính là những kỳ công của ta đảm bảo cho chiến dịch thắng lợi. Chiến thắng vĩ đại của người Việt Nam tại mảnh đất Điện Biên Phủ năm 1954 là một bước ngoặt của lịch sử thế giới đương đại. Đối với Việt Nam, chưa đầy 10 năm sau thắng lợi của cách mạng tháng 8, họ đã làm nên một chiến thắng vô song trên thế giới chưa từng có, trong lịch sử chưa từng thấy, bằng sức mạnh đoàn kết, nhất trí của toàn dân tộc. Đây cũng là chiến thắng quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp 1945-1954 của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chấm dứt sự đô hộ chế độ của thực dân, buộc Pháp phải ký kết Hiệp định Geneva công nhận độc lập chủ quyền của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cuốn cờ rút quân khỏi Việt Nam. Từ đây, miền Bắc Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong chiến dịch này, công tác hậu cần đã trải qua nhiều khó khăn trở ngại, nhiều lúc tưởng chừng như không thể vượt qua được. Nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, toàn quân tham gia, được hậu phương hết lòng chi viện, công tác hậu cần đã hoàn thành được nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vẻ vang, góp phần vào chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của toàn dân tộc. Đó là một đòn sấm sét giáng mạnh vào chủ nghĩa thực dân và đế quốc trên toàn thế giới, làm thay đổi cục diện chính trị quân sự ở Đông Dương, làm lung lay thành trì của Pháp tại các nước thuộc địa, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh giành độc lập dân tộc bị áp bức trên thế giới.